Đó, và như những cái lý do em vừa nói thì với Ranger và Everest nó sẽ có cái khác nhau, đó là nó liên quan đến cái chi phí sử dụng của mình. Mỗi lần bảo dưỡng anh chị sẽ tốn thêm khoảng độ 1 triệu đồng cho Everest, nhưng với Ranger thì không. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và như vậy là đã sang đến tháng 1 năm 2022, tức là cái thời điểm tất cả các cái xe ô tô ở trên thị trường Việt Nam đều phải áp dụng cái tiêu chuẩn khí thải mới, đó là tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và trong quá trình bán hàng thì em Sơn cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của quý vị anh chị liên quan đến cái vấn đề này, đó là tiêu chuẩn khí thải Euro 5 là gì, nó thay đổi động cơ ra sao và giá thành nó ra làm sao, như thế nào. Thì trong video này em Sơn sẽ giải đáp tất cả các cái thắc mắc để quý vị anh chị mình cùng rõ ràng nhé. Và cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thì áp dụng cho tất cả các cái xe dùng động cơ đốt trong, gồm có máy xăng và máy dầu, không áp dụng cho xe điện quý vị anh chị nhé. Thế nên là chúng ta chỉ quan tâm đến xe động cơ đốt trong. Và với động cơ xăng thì hầu như là nó không bị ảnh hưởng đến cái tiêu chuẩn khí thải, vì là động cơ xăng nó đốt rất là sạch sẽ rồi. Đấy, và chủ yếu thì nó sẽ bị tác động trực tiếp đến các cái xe động cơ dầu, động cơ diesel. Thì hôm nay em có đại diện của hai dòng xe máy dầu của Ford ở đây để giới thiệu tới quý anh chị. Vì sao lại phải hai dòng xe? Vì sao lại phải có hai dòng xe máy dầu? Thứ nhất, đây bên phải em là dòng Everest, thì được gọi là dòng xe con, xe du lịch. Còn bên trái là dòng xe Ranger. Ranger thì được gọi là dòng xe thương mại. Bởi vì là hai dòng xe khác nhau, thế nên là cái tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam mình áp dụng cho hai dòng xe cũng khác nhau. Mặc dù là hai con này động cơ nó cũng giống nhau thôi, nó không có khác gì nhau cả, nhưng tiêu chuẩn khí thải của hai dòng xe nó là khác nhau đấy ạ. Và với động cơ diesel của hai dòng xe Everest và Ranger thì ngoài cái việc hãng họ thay đổi cái công nghệ tinh chỉnh động cơ để tiêu hao nhiên liệu, đốt nhiên liệu sạch hơn, giảm khí thải ra môi trường, thì về phần cơ học, về phần vật lý thì cũng có thay đổi một chút, đó là cái ống xả của xe. Ống xả của xe thì đã có thêm một phần, đó là phần màng lọc cái bụi mịn, cái muội của động cơ ra môi trường. Và như lúc đầu video em có nói thì Everest là dòng xe du lịch, xe con, và Ranger là dòng xe thương mại. Thì cái tiêu chuẩn khí thải áp dụng trên hai dòng xe này khác nhau. Everest là tiêu chuẩn khí thải cao hơn và Ranger thì thấp hơn. Thế nên là nó sẽ dẫn theo cái thay đổi và dẫn theo cái chi phí sử dụng của quý vị anh chị sau này nó sẽ bị tăng theo. Với Ranger thì chỉ thay đổi ống xả, tinh chỉnh động cơ là xong, không có gì thay đổi cả. Và hầu như quý vị anh chị mình không nhận ra và không phải thêm chi phí trong quá trình sử dụng. Nhưng đối với Everest thì ngoài tinh chỉnh động cơ, thay đổi ống xả, còn phải thêm một bộ phận nữa, đó là bộ phận phải thêm có một cái dung dịch để nó trung hòa cái khí thải khi mà khí thải từ động cơ ra ống xả, sẽ cái dung dịch nó sẽ đi theo vào đường ống xả để trung hòa, giảm cái khí carbon ra môi trường, và nó sẽ trung hòa để biến đổi khí carbon thành nitơ và oxy. Và ngay bây giờ thì em sẽ chỉ cho quý vị anh chị thấy cái phần thay đổi của hai cái phiên bản xe này nhá. Ok, và với xe Ranger thì quý vị anh chị có thể thấy đây, không có gì thay đổi cả, không có gì thay đổi cả, vẫn chỉ có là một cửa đổ dầu, không có gì thay đổi. Và như em nói là không, anh chị sẽ không nhận ra được và cũng không phải bị tăng chi phí sử dụng đối với xe các cái dòng Ranger, dòng xe thương mại như Ranger hay là Transit này. Đó là những cái dòng xe thương mại thì mình không bị tăng chi phí sử dụng. Nhưng sang Everest nó lại khác. Đây, chúng ta sẽ sang xem Everest. Đây ạ, đây là một chiếc Everest Biturbo. Bản Biturbo hay là bản một cầu thì cũng giống nhau thôi. Đó. Đây ạ, anh chị nhìn thấy. Nó sẽ ngoài cái họng đổ dầu diesel thì nó sẽ có thêm một họng nữa là họng đổ dung dịch để trung hòa khí thải. Đấy, thì cái dung dịch này, cái này nó có màu xanh này và có tên là AdBlue. Đây, ngoài cửa dầu ra thì chúng ta sẽ phải mở thêm cái này. Đó, để đổ dung dịch vào. Và đây, chúng ta sẽ có dung dịch. Và đây là cái dung dịch để mình đổ vào trong xe Everest. Thì với một chiếc Everest thì sẽ có một cái bình dung dịch như thế này, có dung tích là 20 lít. Và như ở đây trong hãng em đang bán một can dung dịch. Một can dung dịch này nó có dung tích là 9,45 lít và có giá là khoảng 550 nghìn một can này. Đó, và với một chiếc Everest đi ở mức độ thông thường thì hãng công bố là
một bình 20 lít sẽ đi được khoảng từ 10.000 đến 14.000 km. Và nếu như hết dung dịch này, xe sẽ không chạy được nữa. Đó, thế nên là chúng ta luôn luôn phải để ý đến cái này. Và một cái can này có dung tích là 9,4 lít thì như vậy chúng ta phải đổ khoảng hơn 2 can vào trong một chiếc Everest như thế này. Thế như vậy là mỗi một lần mình đổ thì sẽ mất đâu đó khoảng độ hơn 1 triệu. Can này là có giá là 550.000. Đấy, thì mỗi lần mình đổ khoảng độ đâu đó khoảng độ hơn 1 triệu và mình sẽ đi được khoảng độ 10 đến 14.000 km, tức là nó tương đương với một lần bảo dưỡng. Đấy, thì như vậy là cái câu chuyện là gì? Là với Everest nó sẽ bị tăng chi phí bảo dưỡng, khi tăng chi phí sử dụng khi quý vị anh chị dùng. Mỗi một lần em cứ tính nó đơn giản thôi, mỗi một lần khoảng độ một lần bảo dưỡng khoảng độ 1 vạn 10.000 km đi thì anh chị sẽ phải thêm khoảng độ 1 triệu đồng tiền dung dịch AdBlue để chạy cái khí thải Euro 5. Đó, và như những cái lý do em vừa nói thì với Ranger và Everest nó sẽ có cái khác nhau, đó là nó liên quan đến cái chi phí sử dụng của mình. Mỗi lần bảo dưỡng anh chị sẽ tốn thêm khoảng độ 1 triệu đồng cho Everest, nhưng với Ranger thì không. Nhưng mà cái việc tốn tiền của mình thì nó cũng có những cái lợi ích nhất định. Đó là đối với những anh chị mà mình đưa xe, tức là mình sử dụng xe vào gara trong nhà mình chẳng hạn. Em lấy ví dụ nhà anh chị 2 3 4 tầng chẳng hạn, xe mình để tầng 1 chẳng hạn. Nếu như với cái xe Euro 4 chẳng hạn mình vào mình cảm thấy là nó khói, nó mùi, mình khó chịu đúng không ạ? Thế nhưng đối với những cái xe Euro 5 này thì cái việc đấy nó sẽ hạn chế rất 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 là nhiều luôn, đúng không ạ? Vừa lọc bụi mịn từ trong ống xả rồi này, lọc cái muội này, và ngoài ra nước lại trung hòa cái khói xe từ CO2 thành nitơ và oxy. Đấy, thì như vậy thì là mình sẽ có một môi trường sống nó sạch sẽ hơn, nó thơm tho hơn. Đó, thì nói 1 triệu thì nó to, nhưng mà để cho một lần bảo dưỡng và suốt một quá trình mình sử dụng thì nó cũng không là cái gì đâu quý vị chị ạ. Một năm thì một xe bình thường anh chị chỉ bảo dưỡng khoảng độ 2 lần, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngay cả nguyên cả một năm đấy, ngày nào mình cũng đi làm, ngày nào mình cũng về, thì cái việc mà khi mình lùi xe vào nhà mình nó không bị ảnh hưởng tới cái khí thải chẳng hạn, thì như vậy thì là một điều rất là tuyệt vời, đúng không quý vị anh chị? Đó là những cái mà lợi ích mà cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nó mang lại cho khách hàng khi trong quá trình mình sử dụng. Thì em Sơn vừa có gửi tới quý vị anh chị một cái video clip ngắn để giới thiệu tới quý vị anh chị về cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đã được thay đổi và áp dụng trên các cái dòng xe Ford như thế nào, những cái lợi, cái mặt lợi, cái mặt hại khi anh chị mình sử dụng những cái dòng xe mà sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và trong video này, nếu như quý vị anh chị mình có bất kỳ câu hỏi nào hay có góp ý gì thì có thể là comment ở phần dưới video để chúng ta sẽ hoàn thiện về kỹ năng sử dụng xe cũng như là giới thiệu xe hơn. Và một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.